rồi mình mở Power Tool lên. Thường thường ví dụ như các bạn driver các bạn bị lỗi như là cái máy tính này á, driver nó bị lỗi nè, mặc dù vô recovery mà Power Tool nó không có nhận á, thì các bạn fix như mình nha, vô Utility nè, các bạn gửi cho mình là cái driver cũ đi. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục hỗ trợ khách bypass cái con iPhone X nè, nó bị khóa mật khẩu rồi. Máy nhận SIM có sóng đầy đủ nha, các bạn nhớ test giùm mình SIM sóng nha các bạn. Đầu tiên là mình phải tắt cái máy đi, vô chế độ recovery để mình coi thì nó iOS máy, mình tiến hành mình boot trong disk, mình bypass con này nha. Rồi các bạn vừa game cap để giữ phím nguồn hoài luôn là nó vô chế độ recovery nè. Rồi mình mở Power Tool lên. Thường thường ví dụ như các bạn driver các bạn bị lỗi như là cái máy tính này driver nó bị lỗi nè, mặc dù vô recovery và Power Tool nó không có nhận thì các bạn fix như mình nha, vô Utility nè, các bạn gửi cho mình là cái driver cũ đi, là tự động cái máy tính các bạn là nó sẽ cài đúng driver lại nha, các bạn nhớ nha. Rồi lúc này thì mình đợi cho nó gỡ driver cũ, nó cài lại driver mới là xong. Rồi đi qua manager các bạn để ý nè, nó nhận đầy đủ chứ không có gì hả, Power Tool nhận luôn. Rồi như vậy thôi, nếu mà bị lỗi driver thì các bạn nhớ fix nha. Các bạn bị mật khẩu mà có ai lao đừng có restart máy vội nha các bạn. Giờ mình tiến hành đó, mình mở tool đó, mình boot trong disk. Máy này iPhone X nè, iOS 16.7 đang chế độ recovery. Giờ mình đưa vô chế độ bonus depo để mình boot trong disk nha. Rồi các bạn đưa vô depo bình thường, volume trừ với lại nguồn nhịp nhẹ hợp lý là nó sẽ vô depo, tool tự động nó vô bonus cho mình luôn nha các bạn. Hiện tại tool bây giờ khá là nhiều á, thì những cái dòng mà cao á, ví dụ iPhone X mà iOS cao á, các bạn thấy cái tool nào mà độ an toàn hay là hợp lý cao á, thì các bạn cứ làm thôi. Chứ còn cũng có nhiều, hiện tại khá là nhiều tool đó, nhưng mà mình làm video mình lên kênh mình chia sẻ với anh em á, là đa số là mình làm thực chiến không nha. Những cái máy này là mình làm cho khách á, mình quay lại mình hỗ trợ anh em ha. Vô bonus thành công nè, driver còn nhận đầy đủ, tiến hành mình chọn đúng iOS nha các bạn, để mình boot ram disk nha. Các bạn chọn sai là nó dễ bị treo logo nha. Này iOS 16, giờ mình boot ram disk. Các bạn nếu cần mua Siri hay là Actitool đó thì các bạn cứ liên hệ với mình, mình hỗ trợ giúp các bạn. Các bạn thấy hợp lý thì các bạn chơi thôi. Rồi giờ mình tiếp tục backup passcode lại, để mình chút nữa mình reactivate các bạn. Những cái máy mà iPhone X đổ lại bị dính cloud mà màn hình mật khẩu hay là không phải dùng á, các bạn cứ boot trên disk lại cho nó chắc. Rồi sau khi backup passcode thành công rồi, các bạn kiểm tra sơ lại cái file backup của mình coi tụi nó đầy đủ file chưa, có file active hay là file thông báo đồ này kia, rồi mình tiến hành mình xóa máy nha. Các bạn nhớ kiểm tra kỹ nha, nhiều lúc các bạn làm nhanh tay lẹ mắt quá, bấm ào ào á, khi mà nó sự cố thì mình hồi lại không có được nha các bạn. Rồi tiến hành mình xóa máy trắng đi. Cái này hiện tại thì cái tool 18 lock này nó chạy khá là ngọt á, hỗ trợ khá là nhiều dòng máy với lại iPhone, iPad đầy đủ nha. Các bạn có nhu cầu làm tool này thì liên hệ với mình. Rồi lúc này mình chờ nó về màn hình hello, các bạn nhớ nha, về màn hình hello nè, là từ từ á mình active lại nha. Các bạn nhớ là phải kết nối wifi, active tới màn hình là khóa chủ sở hữu đi, từ từ mình boot em disk lại nha, nhớ nha. Lúc này thì các bạn cứ làm theo mình á, là active tới màn hình khóa chủ sở hữu nè, kết nối wifi đầy đủ, mục đích đó là để mình thường thường fix mấy cái lỗi thông báo đồ này kia các bạn. Giờ tiếp tục vô bonus trở lại nè, để mình reactivate cái file passcode thôi. Nó giống như là làm hai cái bước đầu tiên á, đến lúc này thì nó khá là đơn giản rồi ha, mình backup được cái file rồi thì lúc này mình làm lại những cái bước như cũ, thay vì mình backup thì mình reactivate cái file backup mà lúc nãy thôi. Rồi các bạn đợi cho nó vô bonus. Vô bonus thì tiếp tục mình boot lại trong disk.
Những cái máy backcode thì mình làm nó hơi lâu hơn những máy hello nha các bạn. Backcode thì mình phải nói thẳng dễ hiểu là thủ lại cái file backup á, rồi mình mới bypass. Còn hello thì nó đã bị hello rồi thì mình không có cần thủ gì hết á, mình cứ active bình thường. Trên kênh mình cũng ra khá là nhiều video á, thì anh em có ủng hộ thì lên kênh xem giúp mình ha. Rồi có thắc mắc gì á thì không hiểu thì để lại bình luận bên dưới, hoặc là có những cái tool hay là những cái ứng dụng gì hay hay á thì để lại bình luận chia sẻ cùng anh em, cùng cộng đồng iPhone, iPad đồ hỗ trợ lẫn nhau nha anh em. Rồi lúc này mình đợi cho nó boot trên disk rồi nó active hello. Rồi mình kiểm tra sóng sánh nghe gọi đầy đủ. Rồi giao khách hàng thôi các bạn. Tool này nó bypass là nó chặn dòng 2 với lại chặn reset, chặn update hết luôn nha. Với lại những cái file mà mình backup backcode là nó lưu trên server luôn nha các bạn. Sau này các bạn mà lỡ restore về lại màn hình hello á thì còn cái file backup á thì mình làm nghe gọi lại miễn phí nha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.